Kính chào quý vị và các bạn. Vùng hội tụ gió mực 5.000m không chỉ khiến đất liền của Bắc Bộ có mưa lớn, mà khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng phải hứng chịu mưa dông kèm theo lốc xoáy, gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Trên ảnh máy vệ tinh có thể thấy là mây dông đang phát triển mạnh và liên tục chút mưa xuống khu vực này. Cảnh báo hôm nay và 2 ngày tới, khu vực Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác, khả năng kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Ở các vùng biển phía Nam thì hình thế tác động lại là gió mùa Tây Nam. Hôm nay khu vực Bình Thuận đến Cà Mau Kiên Giang ra tới ngoài khơi khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, cảnh báo mưa dông lốc xoáy và gió giật mạnh. Riêng vùng biển Bình Thuận, gió có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Đánh bắt trong điều kiện thời tiết xấu, bà con ngư dân lưu ý đảm bảo tàu có đầy đủ áo phao và phao cứu sinh cho các thuyền viên, thường xuyên liên lạc với các tàu thuyền trong tổ đội và duy trì khoảng cách đánh bắt hợp lý để có thể hỗ trợ nhau khi gặp sự cố. Nơi đang có thời tiết biển tốt là vùng biển từ Quảng Trị trở vào đến Phú Yên, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa. Dự báo từ nay đến thứ Tư, trời chỉ mưa vài nơi, ban ngày nắng nhiều, tầm nhìn xa trên 10 km, gió ổn định cấp 3, cấp 5. Và đây cũng là những ngư trường có các ô lưới cho tiềm năng khai thác cá ngừ đại dương ở mức trung bình, bà con có thể yên tâm đánh bắt. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.